Premier League mới chỉ đi qua một nửa chặng đường và nếu nói về nhà vô địch lúc này thì hãy còn quá sớm. Thế nhưng ở một diễn biến khác, Carabao Cup đã dần đi đến hồi kết và người nâng cao chức vô địch sẽ sớm được lộ diện. Trước đó ba cái tên đã xuất sắc tiến vào vòng bán kết bao gồm Chelsea, Fulham và Middlesbrough. Trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay, Liverpool đã giành chiến thắng một cách dễ dàng trước West Ham để cùng ba đại diện kể trên tạo nên một vòng bán kết hứa hẹn nhiều kịch bản hấp dẫn. Ngay sau trận đấu giữa Liverpool và West Ham, lễ bốc thăm chia cặp đã diễn ra. Theo kết quả từ những lá thăm may rủi, Middlesbrough sẽ so tài với Chelsea. Trong cặp đấu còn lại, Liverpool và Fulham sẽ cạnh tranh với nhau cho tấm vé tiến đến trận chung kết. Điều này khiến cho những fan hâm mộ bóng đá vô cùng hào hứng bởi theo kết quả chia cặp vừa công bố, nếu các ông lớn như Chelsea và Liverpool thi đấu đúng với phong độ thì nhiều khả năng họ sẽ chạm trán với nhau ở trận chung kết Carabao Cup trong mờ. Carabao Cup hay còn gọi là League Cup đã trải qua 64 mùa giải và nó dần trở thành một phần quen thuộc đối với những người hâm mộ bóng đá Anh. Manchester United đã trở thành cựu vương khi họ bị Newcastle United đánh bại ở những vòng đấu trước. Bán kết Carabao Cup sẽ được tổ chức theo thể thức lượt đi và lượt về và không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Lượt đi sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 1 năm 2024, còn lượt về sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 1 năm 2023. Trong trường hợp hai đội hòa nhau sau hai lượt trận, hiệp phụ sẽ được sử dụng. Nếu sau đó vẫn chưa thể phân định thắng thua thì họ sẽ giải quyết trận đấu bằng loạt sút luân lưu 11m. Trận chung kết của giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2024 tại sân vận động Wembley ở London. Về cặp đấu đầu tiên giữa Middlesbrough và Chelsea, Chelsea là đội có hành trình tiến đến trận bán kết khá gian nan khi chỉ mới đây thôi họ đã phải căng hết sức để có thể giành chiến thắng trước đương kim á quân Newcastle. Điều đáng nói là họ phải trả cái giá quá đắt khi mà trụ cột quan trọng hàng đầu là Enzo Fernandez gặp phải một chấn thương khá nghiêm trọng và rời sân trong nước mắt. Danh sách bệnh binh của The Blue đã dài nay lại càng thêm dài bởi trước đó đội trưởng Rick James cũng phải rời xa sân cỏ trong vòng 3 tháng khi chỉ mới quay trở lại thi đấu chưa được bao lâu. Chấn thương là một phần nguyên nhân khiến cho mùa giải năm nay của Chelsea trở nên rất mờ nhạt bởi tính cho đến thời điểm hiện tại họ chỉ xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Cơ hội lọt vào top có vé tham dự đấu trường C2 hoặc thậm chí là C3 còn khó chứ đừng nói gì đến việc kết thúc mùa giải năm nay với vị trí trong top 4. Chính vì vậy mà Carabao Cup có thể được coi là một cứu cánh tuyệt vời cho viễn cảnh trắng tay sau một mùa giải. Man United chính là một ví dụ điển hình cho trường hợp này. Đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag cũng đã đăng quang ngôi vị vô địch Carabao Cup mùa giải năm ngoái ngay trong năm đầu tiên họ được chiến lược gia người Hà Lan dẫn dắt. Và cũng kể từ đó, họ đã có được một cú hích tinh thần cực kỳ mạnh mẽ để có được tấm vé tham dự đấu trường Champions League. Chính huấn luyện viên của Chelsea là Pochettino đã khẳng định điều này và cho biết ông rất coi trọng đấu trường Carabao Cup cũng như khẳng định rằng một chiếc cúp trong khoảng thời gian này là điều không còn gì tuyệt vời hơn để tiếp động lực thi đấu cho cầu thủ. Chiến lược gia người Argentina cho hay, dĩ nhiên là tôi muốn giành một danh hiệu ở nước Anh. Tôi muốn giành danh hiệu ở đấu trường này bởi vì nó cũng quan trọng. Nó có ý nghĩa rất lớn bởi vì chúng tôi muốn đem lại danh hiệu cho câu lạc bộ. Đây là một ưu tiên. Chúng tôi phải sẵn sàng cho những trận đấu sắp tới để tiến gần hơn tới danh hiệu. Khát khao của tôi là giành chiến thắng. League Cup là một đấu trường quan trọng với Chelsea bởi vì nó sẽ tạo ra một cú hích về năng lượng. Tôi thật sự tin tưởng vào dự án này. Có một chút lo lắng đối với người hâm mộ của The Blue bởi đội bóng của họ khá hào phóng trong quãng thời gian gần đây. Đoàn quân huấn luyện viên Pochettino có thể thi đấu rất sòng phẳng với các ông lớn. Tuy nhiên khi đối đầu với những đội bóng được đánh giá là chiếu dưới, họ có thể gục ngã đầy bất ngờ. Trong số những cái tên có mặt ở vòng bán kết, có vẻ như Middlesbrough là đối thủ nhẹ ký nhất. Ở Championship, họ chỉ xếp ở vị trí thứ 13 với 30 điểm sau 22 trận đã đấu. Thậm chí trong 5 trận gần nhất, Middlesbrough đã để thua tới 3. Trình độ rõ ràng là rất chênh lệch nếu so sánh họ với các đội đang thi đấu ở Premier League. Ngay cả nếu so sánh với các đối thủ cũng đang chơi ở cùng giải đấu như Leicester, Leeds hay Southampton thì họ cũng khó có thể sánh bằng. Chính vì vậy mà khi đối đầu với Chelsea, khả năng họ có thể gây ra đột biến là không cao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể Chelsea sẽ là người đi tiếp ở cặp đấu này. Cặp đấu còn lại vòng bán kết là hai cái tên đầy duyên nợ Liverpool và Fulham. Thực tế là họ đã gặp nhau tại Premier League hồi đầu tháng 12 vừa rồi. Chiến thắng cuối cùng thuộc về The Kop, tuy nhiên thì phải khá vất vả họ mới có thể đả bại được đoàn quân huấn luyện viên Marco Silva. Liverpool ở mùa giải này đang cho thấy một sự hồi sinh mạnh mẽ sau một cuộc đại tu đội hình với những bản hợp đồng mới cùng với những thay đổi về cách sử dụng nhân sự của huấn luyện viên Jurgen Klopp, đại diện đến từ vùng Merseyside đang tạo ra những màn trình diễn vô cùng thuyết phục. Bằng chứng rõ ràng nhất là họ đang xếp thứ 2 tại Premier League và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal đúng một điểm.
Những bản hợp đồng mới như Dominic Szoboszlai hay Alexis Mac Allister dù mới gia nhập đội bóng nhưng đã nhanh chóng để lại những dấu ấn cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, Virgil van Dijk đã hồi sinh phong độ một cách mạnh mẽ cũng như Joel Matip đang chơi hay lên từng ngày cho đến khi anh mới gặp chấn thương trong trận đấu gần đây. Liverpool đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh và không có gì ngạc nhiên khi họ được đánh giá cao nhất cho khả năng vô địch Carabao Cup. Sự thay đổi rõ ràng nhất của The Kop ở mùa giải năm nay là trong nhiều thời điểm quan trọng ở trận đấu, Trent Alexander-Arnold đã được kéo vào giữa để thi đấu như một tiền vệ. Những tinh chỉnh của Jurgen Klopp đã thực sự đem lại hiệu quả bởi khi chơi trong vai trò mới, hậu vệ người Anh đã có vô số lần tỏa sáng bằng những bàn thắng quý giá. Tiêu biểu nhất phải kể đến bàn thắng muộn của Arnold trong chuyến làm khách đến sân Etihad để giành lấy một điểm cho đội nhà. Đó không phải là lần duy nhất mà hậu vệ tuyển Anh làm được điều này. Arnold cũng đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng nghẹt thở trước Fulham bằng những bàn thắng siêu hạng. Chắc chắn, nếu tình hình trận đấu ở bán kết diễn ra không được suôn sẻ, Arnold sẽ được sử dụng theo cách tương tự để có thể tận dụng được tối đa khả năng chuyền bóng, xuất sắc cũng như những cú sút hiểm hóc. Fulham cũng trải qua một trận đấu kịch tính không kém gì Chelsea để có được tấm vé tiến vào vòng bán kết. Đối mặt với Everton, đoàn quân huấn luyện viên Marco Silva sớm giành được lợi thế dẫn trước trong hiệp 1 nhờ bàn phản lưới của Michael Keane ở phút 41. Tuy nhiên, khoảng cách một bàn chưa bao giờ là quá an toàn và quả thực là họ đã bị đối thủ gỡ hòa những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu. Trên chấm luân điều, Fulham một lần nữa khẳng định được tinh thần chiến đấu bằng chiến thắng kịch tính 7-6 để qua đó tiến vào vòng bán kết. Ở Premier League, đội chủ sân Craven Cottage chỉ xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Phong độ của họ là không mấy ổn định bởi chất lượng nhân sự là không quá hoàn hảo. Ấy vậy mà họ vẫn gây ra được rất nhiều khó dễ cho những ông lớn ở Ngoại hạng Anh. Đầu mùa giải, họ đã xuất sắc cầm hòa Arsenal trong thế thiếu người bằng bàn thắng muộn ở phút 87 của Joao Palhinha. Ngay cả Liverpool cũng phải rất chầy chật mới có thể đánh bại đoàn quân huấn luyện viên Marco Silva. Họ bị The Kop dẫn trước 2-1 nhưng đã xuất sắc lật ngược thế trận để dẫn lại đối thủ 3-2. Liverpool đã phải nhờ đến sự tỏa sáng xuất thần của Walter Endo và Alexander-Arnold mới có thể giành trọn vẹn được 3 điểm. Nói vậy để thấy rằng đừng tưởng dễ mà có thể đánh bại được Fulham. Chính vì vậy mà Liverpool sẽ phải rất cẩn thận vì chính họ cũng đã được trải nghiệm lối chơi khó chịu của Fulham hồi đầu tháng 12 vừa rồi. Chắc chắn rằng đoàn quân huấn luyện viên Marco Silva sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể trả món nợ vừa mới diễn ra cách đây chưa lâu. Buổi bốc thăm chia cặp bán kết đã khiến người hâm mộ hết sức hào hứng bởi nếu đúng như dự đoán, Chelsea và Liverpool sẽ gặp nhau ở trận chung kết diễn ra tại Wembley. The Blue có thể thiếu ổn định trong quãng thời gian gần đây, thế nhưng mỗi khi chạm mặt các ông lớn, đoàn quân của Pochettino vẫn luôn thi đấu song phẳng. Đặc biệt là trong viễn cảnh gặp Liverpool, mọi thứ hứa hẹn sẽ diễn ra với những kịch bản vô cùng điên rồ. Nhưng trước khi điều này diễn ra, họ sẽ phải nỗ lực hết mình trước hai đối thủ không phải dạng vừa ở trận bán kết vào tháng 1 sắp tới.